Minh Đường Tử Vi hoan hỷ chào đón các quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Chúc các quý cô bước sang năm quý mão 2023, được bình an, vui vẻ, trẻ đẹp, gặp nhiều điều may lành, thành công rực rỡ và hạnh phúc ngập tràn. Sau đây mời các quý cô đón xem tử vi tuổi của mình, trong năm 2023, chi tiết chính xác nhất về các phương diện như tổng quan, sự nghiệp, tài lộc, tình cảm, sức khỏe, tử vi từng tháng âm lịch trong năm 2023, mời các quý cô cùng theo dõi tổng quan tử vi năm 2023, cho quý cô tuổi nhâm tý, sinh năm 1972. Năm quý mão 2023, quý cô tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, là 52 tuổi âm lịch và 51 tuổi dương lịch. Theo thiên can, địa chi và ngũ hành. Xét về thiên can, nhâm gặp quý bình hòa. Công việc làm ăn có phần ổn định, cuộc sống không quá nhiều sóng gió như trước, nhưng cũng chưa thể thành thơi. Xét về địa chi, tí gặp mão lục hình, xấu. Báo hiệu một năm công việc vất vả, nhiều trở ngại, cạnh tranh nhiều hơn, hao tổn nhiều công sức tiểu nhân quấy phá, tự làm tự ăn, không có quý nhân phù trợ, dễ gặp chuyện thị phi. Tiền bạc khó kiếm nhưng lại dễ hao tổn, gia đạo khó an yên. Xét về ngũ hành quý cô mệnh tăng đố mộc gặp năm 2023, mệnh kim bạch kim, kim khắc chế mộc xấu. Làm ăn vất vả, hao tốn nhiều công sức hơn để phòng kẻ xấu lợi dụng hoặc chiếm đoạt công lao, tiền bạc. Sức khỏe cũng giảm sút đáng kể những biến chuyển của thiên can địa chi và ngũ hành có thể thấy trong năm quý mão này đối với quý cô tuổi nhâm tý cần đề phòng cạnh tranh tiểu nhân quấy phá làm gì cũng phải tính toán trước sau năm này chủ về sự ổn định sẽ tốt hơn hoàn toàn không nên biến hóa về việc làm hay triển khai các dự án góp vốn đầu tư kinh doanh thương mại sẽ gặp nhiều bất lợi tình cảm mái ấm gia đình sức khỏe thể chất có những chuyển biến không được tích cực Sao chiếu mệnh trong năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 gặp sao Thái Dương chiếu mệnh. Sao Thái Dương chiếu mệnh đây là cát tinh hay còn gọi là một phúc tinh tốt đối với bản mệnh. Sao này mang lại sự tốt lành, an khang thịnh vượng, công danh rộng mở, thăng quan tiến chức, làm ăn phát tài phát lộc, vạn sự đều may, đặc biệt là vào tháng 6 và tháng 10 âm lịch là hai tháng đại cát. Vận hạn trong năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Nhâm Tý gặp hạn địa võng. Địa võng nghĩa là lưới đất, hạn địa võng là hạn xấu. Người gặp hạn này sẽ gặp nhiều nỗi buồn trong cuộc sống. Gặp nhiều rắc rối, thị phi, tranh cãi, dù làm đúng hay sai vẫn bị người khác hiểu nhầm, mang tiếng xấu, tâm trạng bất an, đau buồn, phiền muộn. Vận niên năm 2023, quý cô tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, trong năm này, gặp vận niên cầu cuồng phong, là hình tượng, chó bị gió độc, đây là biểu tượng mang tính hung hại, công việc gặp khó khăn, có tiểu nhân quấy phá, hành sự nên đặt sự thận trọng lên hàng đầu tiền bạc tổn hao cũng nhiều, đa phần do tai bay vạ gió. Năm này quý cô nên biết nhẫn nại, khéo léo, giữ gìn chữ tín với mọi người, chờ thời cơ, thì vẫn chuyển bại thành thắng, công việc sự nghiệp, nên giữ nguyên mọi việc như cũ, hạn chế thay đổi sẽ tốt hơn. Nên chọn cách làm ăn kiên cố, không nên tham gia những việc mang yếu tố may rủi, hạn chế xuất tiền. Trong năm cũng dễ sinh lòng đố kỵ, nên chu đáo giữ mình, tránh cãi vã, tranh chấp, sức khỏe không được tốt. Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 có vận trình không được mấy khả quan, đứng trước nhiều thách thức do bị cả thái tuế lẫn tam tai án ngữ. Mọi việc có thể không như ý muốn, song bản mệnh nên học cách chấp nhận khó khăn như là một phần tất yếu của cuộc sống. Càng sớm thích nghi linh hoạt, quý cô càng sớm tìm ra phương pháp thích hợp để điều chỉnh tình hình, giảm thiểu thiệt hại cho bản thân. Lời khuyên của chúng tôi dành cho quý cô tuổi Nhâm Tý là cần lạc quan, mạnh mẽ, cố gắng hơn nữa. Quý cô nên dành nhiều thời gian nhìn nhận lại bản thân, chứ đừng thả lỏng quá mức điều này sẽ ảnh hưởng đến vận thế của mình. Năm này sức khỏe của quý cô không tốt, quý cô đang gặp các hung tinh quấy phá, địa chi xung khắc, lại thêm bệnh phù đả kích, ảnh hưởng nghiêm trọng đến thân thể, cho nên cần phải bảo vệ sức khỏe, hết sức cảnh giác, tránh các tác nhân gây hại cho cơ thể. Quý cô tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, bước sang năm quý mão 2023, là 52 tuổi âm lịch. Đang ở giai đoạn 4 của vận trình đời người, ngũ thập nhi chi thiên mệnh, người từ 50 tuổi trở đi thì biết rõ sứ mệnh của mình, đã nắm vững quy luật tự nhiên và xã hội, biết được xu thế của thời cuộc nên công việc thường thuận lợi và dễ dàng đi đến thành công. Mệnh trời còn gọi là số mệnh, người từ 50 tuổi trở đi đã biết được mệnh trời. Người từ 50 tuổi trở đi đã tới giai đoạn chín muồi trong cuộc đời. Lúc này có rất nhiều việc trong đời dường như đã thành hình. Người 50 tuổi hiểu biết hơn về xã hội, nên càng thấu hiểu bản thân hơn, đã học được cách thản nhiên đối mặt với mọi việc, không còn oán trời, không trách người, không lười nhác. Hiểu về thiên mệnh, người từ 50 tuổi trở đi sức khỏe không còn như trước, càng hiểu rõ hơn về sự yếu nhược của sinh mệnh, hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của sức khỏe. Sức khỏe là vốn liếng của sinh mệnh, không khi nào con người lại có trải nghiệm sâu sắc như thế về sức khỏe như ở độ tuổi này. Quý cô đã biết chú trọng tới việc dưỡng sinh hơn trước và bắt đầu tích cực rèn luyện người từ 50 tuổi trở đi đã có sự đánh giá khá chuẩn xác về bản thân mình, rất ít khi dao động, khiến tâm trạng lên lên xuống xuống vì một chuyện gì đó. Trải qua bao nhiêu năm vất vả, cũng có được điều kiện kinh tế nhất định, tham vọng tiền tài cũng không còn mạnh mẽ như khi còn trẻ nữa. Xét về phương diện sự nghiệp của quý cô tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023, Bước sang năm Quý Mão 2023, quý cô tuổi Nhâm Tý phải chịu tác động của nhiều hung tinh, về con đường công danh, sự nghiệp có chiều hướng phát triển không tốt, có nhiều điểm không lành xảy đến. Công việc chủ về khó khăn, bất lợi, không theo quỹ đạo, nhiều vấn đề cần xử lý, quý cô nên giải quyết dứt điểm ngay khi có cơ hội, chớ để đêm dài lắm mộng. Hãy chuẩn bị tinh thần với những cạnh tranh thị phi và cả tiểu nhân gây họa. Trong năm này, quý cô tuổi nhâm tý phạm phải cục diện ngủ hành tứ hình xung, tý ngọ mão dậu, điều này sẽ gây ra sự nóng nảy, cá tính mạnh mẽ bộc phát, cho nên công việc gặp nhiều bất lợi, dễ thay đổi, dễ hình thành cục diện đối đầu với cấp trên, lãnh đạo, có thể đẩy bản thân rơi vào tình trạng bị chuyển công tác, bị đuổi việc, mất việc. Sự ràng buộc của hạn địa võng trong năm sẽ gây ra nhiều buồn phiền, lo lắng, nhiều năng lượng tiêu cực đeo bám, cũng sẽ có những tác động không tốt đến phương diện sự nghiệp của quý cô công việc sự nghiệp trong năm sẽ gặp không ít khó khăn thách thức ở phía trước nhưng quý cô cần can đảm dũng cảm đối mặt biết lấy ổn định an toàn làm trọng quý cô nên tập trung phát huy thế mạnh của bản thân nhẫn nhịn chăm chỉ hơn phấn đấu quyết tâm nỗ lực nhiều hơn đừng vội vàng từ bỏ sẽ vượt qua được trở ngại và thu được thành tựu từ đó sẽ được trọng dụng vận trình sẽ khởi sắc cơ hội cũng sẽ đến Năm này, vận khí bị suy giảm, việc kinh doanh, buôn bán, quý cô tuổi nhâm tý nên cẩn thận, tính toán cho thật kỹ lưỡng, không nên vội vàng tin lời người khác để dính vào lao lý, pháp luật tiền mất tật mang. Xét về phương diện tài lộc của quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023. Quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm 2023 dưới sự tác động của nhiều hung tinh, làm cho quý cô có vận khí suy giảm, cho nên về phương diện tài chính của quý cô trong năm này không mấy khả quan. Trong năm này, tài chính của quý cô tuổi nhâm tý không quá dư giả, nguồn thu tương đối ít, chủ yếu phụ thuộc vào công việc chính, các khoản thu vào chỉ đủ cho các hoạt động sinh hoạt của cuộc sống bình thường, đã vậy còn rất dễ gặp họa hao tài, do nhiều việc xảy ra ngoài ý muốn. Ngoài ra, do bị ảnh hưởng của tiểu hao, thiên khốc, và thái tuế án ngữ là hung tinh, làm cho quý cô sẽ gặp họa phá tài, dễ tao tán về tiền bạc năm này, tài khí khó tụ, tiền bạc dễ hao, việc kiếm tiền trở nên khó khăn hơn, con đường phát tài của bản mệnh gặp nhiều ngăn trở, kinh doanh, buôn bán không thuận, hàng hóa có phần ế ẩm, do chịu ảnh hưởng từ nhiều yếu tố. Nếu có ý định xuất tiền bạc đầu tư, thì phải thận trọng, cần có kế hoạch tính toán tỉ mỉ, nếu không rất dễ thua lỗ, không thu hồi được vốn. Tử Vi cho thấy, năm nay mặt khó khăn sẽ nhiều hơn mặt thuận lợi, quý cô tuổi nhâm tý cần có sự cẩn trọng, không nên thực hiện những việc lớn lao, kẻo lại rước họa vào thân cho nên quý cô tuổi nhâm tý trong năm này càng cần phải tự nhắc nhở bản thân mình nên biết tiết kiệm thì tốt hơn hạn chế mua sắm nhiều thứ không cần thiết hoặc tham gia quá nhiều vào các hoạt động vui chơi mà gây tổn hao về tài lộc quý cô cũng nên biết cách quản lý về tài chính việc tiêu dùng cũng cần có kế hoạch điều này sẽ giúp cho quý cô cân đối được mức thu chi chi không vượt quá thu để có cuộc sống được no đủ tránh nỗi lo nợ nần về cuối năm, vận trình tài lộc của quý cô có phần khởi sắc hơn, khi đó quý cô ít bị tác động của các hung tinh, công việc làm ăn, kinh doanh, buôn bán có phần được thuận lợi, giúp cho quý cô có của ăn của đẻ, cũng cảm thấy thoải mái hơn trong vấn đề về tài chính. Xét về vận trình tình cảm của quý cô tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, về phương diện tình cảm, gia đạo của quý cô tuổi nhâm tý cơ bản là được ổn định mối quan hệ trong gia đình vẫn bình hòa các thành viên ít xảy ra khúc mắc bản thân quý cô cũng biết cách vun vén nhà cửa nên gia đạo nhìn chung vẫn rất êm ấm tuy nhiên trong cuộc sống hôn nhân gia đình cũng có lúc khó tránh khỏi một số xích mích mâu thuẫn giữa vợ và chồng nhưng chỉ cần cả hai bên biết nhường nhịn yêu thương nhau và chủ động ngồi xuống chia sẻ thì mọi chuyện sẽ được giải quyết ổn thỏa vợ chồng nên đồng sức đồng lòng, quý cô trong năm này cũng nên dành thêm thời gian cho các thành viên trong gia đình, và cho con cháu, để xua tan khoảng cách thế hệ, tạo được mối liên hệ gần gũi giữa các thành viên. Xét về vận trình sức khỏe của quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023. Bước sang năm quý mão 2023, quý cô tuổi nhâm tý có vận trình sức khỏe không tốt lắm, quý cô nên đặc biệt chú ý chăm sóc sức khỏe cho bản thân năm này do bị ảnh hưởng bởi các hung tinh tăng môn thiên khốc quan đới sự ràng buộc của hạn địa võng chủ về sức khỏe làm cho quý cô gặp nhiều vấn đề về sức khỏe quỷ ma quấy phá nhiều chuyện dày dà tâm lý buồn lo bất an sinh ra nhiều thứ mệnh năm này quý cô tuổi nhâm tý đang phạm thái tuế làm cho bản thân dễ mắc phải những điều xui xẻo cần đề cao an toàn của bản thân làm tốt sự chuẩn bị trong mọi tình huống đặc biệt tránh đi đến những nơi nguy hiểm để đề phòng tai họa bất ngờ ập đến hạn chế đi đám ma đám hiếu để không bị năng lượng tiêu cực đeo bám ở tuổi 52, sức khỏe của quý cô có dấu hiệu giảm sút nhiều theo thời gian. Quý cô thường xuyên ốm đau vật như đau đầu, chóng mặt, mặt mày xây sẩm u ám, đầu óc lu mờ, bệnh cũ tái phát sẽ lâu khỏi. Không chỉ vậy, trong năm còn có điểm báo dễ gặp tai nạn như té ngã, bị thương hoặc va chạm về xe cổ. Các dạng tai nạn khác đều có thể xảy ra trong năm này quý cô tuổi nhâm tý cần tu dưỡng bản thân coi trọng đạo đức kính trên nhường dưới thuận hòa hiếu thảo với cha mẹ tạo dựng ý niệm tốt làm nhiều việc thiện giúp đỡ những người gặp khó khăn chu đáo trong việc cúng tổ tiên siêng năng lễ bái thần phật thì sẽ được tổ tiên thần phật và ơn trên che chở giúp cho quý cô tai qua nạn khỏi độ trì gặp nhiều may mắn hanh thông thành công thăng tiến tài lộc được dồi dào hơn nữa đặc biệt, thầy Gia Cát khuyên quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972, hãy luôn mang theo bên mình pháp khí phong thủy, minh quang pháp bảo, đây là vật phẩm phong thủy có tác dụng kỵ tà, hóa sát, đem lại may mắn, bình an và sức khỏe cho gia chủ. Để vật phẩm phát huy tác dụng tốt nhất thầy Gia Cát sẽ khai quang, chỉ chú và xem ngày giờ sử dụng vật phẩm theo tuổi của quý cô. Quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023, có phạm tam tai, hoang ốc kim lâu, thái tuế, trạch tuổi không? tam tai năm 2023, ví dụ, bản mệnh tuổi, thân, tí, thìn, gặp hạn tam tai vào các năm, dần, mão, thìn. Như vậy, quý cô tuổi nhâm tí, sinh năm 1972, phạm hạn tam tai năm thứ hai. Hạn hoang ốc năm 2023, quý cô không phạm hoang ốc. Tuổi kim lâu năm 2023, quý cô không phạm kim lâu. Thái Tuế năm 2023, quý cô tuổi nhâm tý năm 2023, phạm hình Thái Tuế, quý cô cẩn thận kẻo vướng họa kiện tụng, tiểu nhân hãm hại, bị phạt tiền, thôi việc, bản thân và người thân sức khỏe gặp nhiều vấn đề. Trạch tuổi năm 2023, theo hệ thống cửu trạch vận niên, thì quý cô tuổi nhâm tý 1972, trong năm quý mão 2023 là, trạch tử, là một trong năm trạch xấu gồm, trạch bại, trạch hư, trạch khốc, trạch quỷ, trạch tử và năm 2023, quý cô tuổi nhâm tý 1972, gặp trạch tử, không nên mua nhà, làm nhà, sửa nhà, hoặc làm các việc trọng đại khác vào năm nay. Ngày giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023. Số của quý cô tuổi nhâm tý rất hạp vào, giờ lẻ, ngày lẻ, và tháng lẻ bất kỳ trong trường hợp nào hay tháng hoặc năm nào xuất hành vào những ngày giờ nói trên chẳng những mang nhiều thắng lợi mà còn giúp cho quý cô thành công trong bất kỳ việc gì. Ngày mùng 1 Tết. Dương lịch chủ nhật ngày 22 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 1 tháng 1 năm 2023, tức ngày canh Thìn, tháng Giáp Dần, năm Quý Mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi Nhâm Tý. Giờ canh Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thanh Long, tốt nhất là 7 giờ 5 phút giờ địa phương hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi nhâm tý. Xuất hành theo hướng Tây Bắc để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui, may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng Tây Nam, để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Ngày mùng 2 Tết Dương lịch thứ hai, ngày 23 tháng 1 năm 2023 Âm lịch là ngày mùng 2 tháng 1 năm 2023, tức ngày tân tỵ tháng giáp dần, năm quý mão ngày này là ngày sát chủ, không tốt cho việc xuất hành, hay khởi cầu về công danh, tài lộc. Nếu xuất hành, áp dụng theo tuổi của quý cô. Hướng tốt trong ngày, hỷ thần và tài thần, hướng Tây Nam. Ngày mùng 3 Tết Dương lịch thứ ba, ngày 24 tháng 1 năm 2023. Âm lịch là ngày mùng 3 tháng 1 năm 2023 tức ngày nhâm ngọ, tháng giáp dần, năm quý mão. Giờ xuất hành tốt cho quý cô tuổi nhâm tý. 7 giờ 5 phút giờ địa phương. Hướng xuất hành tốt cho quý cô tuổi Nhâm Tý. Xuất hành theo hướng chính nam để nghênh đón hỷ thần, để đón nhiều tin vui may mắn trong năm. Xuất hành theo hướng chính tây để nghênh đón tài thần, thần tài ghé thăm để đón nhiều tài lộc trong năm. Tuổi sông đất hợp với gia chủ tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972, nữ mạng trong năm Quý Mão 2023. Dựa vào thiên can, địa chi và lựa chọn ngũ hành hợp với tuổi của gia chủ tuổi Nhâm Tý điều này giúp mang tới may mắn, tài lộc cho gia chủ. Người tới sông đất cho gia chủ phải là người khỏe mạnh, luôn vui vẻ, hân hoan, đặc biệt họ càng thành công thì vía mà quý cô nhận được càng nhiều. Tuổi sông đất tốt nhất cho gia chủ tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, là tuổi giáp thìn, sinh năm 1964. Điều này được lý giải như sau. Mệnh của tuổi nhâm tý là, tăng đố mộc, gặp mệnh của tuổi giáp thìn là, thoa xuyến kim, tương sinh, rất tốt thiên can, nhâm gặp giáp, bình hòa tốt. Địa chi, Tý gặp thìn, tam hợp rất tốt. Cung, thiên y, mệnh của năm tương sinh, rất tốt. Ngoài ra, gia chủ tuổi nhâm tí, nữ mạng, trong năm quý mão 2023, cũng có thể chọn tuổi, giáp thân, sinh năm 2004, nam mạng, để sông đất. Trong năm quý mão 2023, quý cô tuổi nhâm Tý sinh năm 1972, cần đặc biệt chú ý tới hạn địa võng và sao Thái Dương chiếu mệnh. Mức độ ảnh hưởng của hạn địa võng đối với quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023. Nhắc đến hạn địa võng, người xưa có hai câu thơ lục bát như sau. Địa võng nhiều nỗi buồn than. Lời ăn, tiếng nói xanh đoan dày già. Dà. Địa võng là hạn xấu chủ về. Tâm lý tình cảm, các mối quan hệ xuất hiện nhiều mâu thuẫn, hiểu nhầm. Trong gia đình thì lời qua tiếng lại khiến không khí luôn căng thẳng và mệt mỏi. Kinh tế, việc nhập hàng hóa sản xuất buôn bán kinh doanh cần có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Việc nhập hàng giả hàng nhái kém chất lượng bị chính quyền tịch thu, vướng vào vòng lao lý, tiền mất tật mang. Đặc biệt, không tin vào lời nói của người khác, nhất là không cho người lạ mặt ở, hay ngủ nhờ. Chẳng may tay bay vạ gió, hao tiền tốn của, dễ xảy ra tình trạng trộm cắp, mất mát tài sản có bốn điều cần đặc biệt chú ý để vượt qua hạn địa võng. Đối với quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023. Thứ nhất, kinh tế tài chính, tốt nhất làm ăn chân chính, buôn bán kinh doanh rõ ràng và minh bạch. Nhập hàng hóa sản phẩm đúng chất lượng, có hóa đơn chứng từ rõ ràng. Đừng vì cái lợi nhuận mà bán rẻ lương tâm. Thứ hai, đời sống, mọi người trong gia đình là một, gia chủ gặp hạn không nên hơn thua tránh điều đáng tiếc xảy ra luôn yêu thương và nhường nhịn lẫn nhau, đừng vì lời nói của người khác mà tình cảm gia đình tan nát, chia ly xa cách. Dù có chuyện gì xảy ra thì mọi người nên ngồi lại mà tìm cách giải quyết. Thứ ba, khi gặp hạn địa võng, gia chủ không nên đi ra khỏi nhà vào trời tối, không may tai nạn bất ngờ xảy ra rất nguy hiểm. Nhẹ thì hoảng sợ tiền của mất mát khi gặp kẻ xấu, nặng thì tai nạn đe dọa đến tính mạng, cái chết. Thứ tư, sau đó gia chủ không nên cho người lạ mặt vay mượn tiền hoặc ngủ nhờ qua đêm chẳng may gặp phải kẻ xấu nổi lòng tham đánh cắp tài sản, thậm chí còn sát hại đến tính mạng. Bên cạnh các cách hóa giải địa võng, gia chủ cần thành tâm, sống hướng thiện, cho đi mà không cần nhận lại. Thường xuyên đi chùa thắp hương cầu Phật mong ra đạo được bình an, sức khỏe dồi dào. Công danh sự nghiệp ngày càng phất lên, phát tài phát đạt. Quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023, cũng cần chú ý đến sao Thái Dương chiếu mệnh. Sự tác động của sao Thái Dương đối với quý cô tuổi nhâm tý trong năm quý mão 2023. Sao Thái Dương là một cát tinh tốt. Người gặp sao này sẽ nhận được nhiều may mắn trong công việc. Sự nghiệp ngày càng thuận buồm xuôi gió, buôn may bán đắt uy tín và danh vọng được nâng cao. Nhờ đó, quý cô có thể có cơ hội được tăng lương, thăng chức, con đường công danh trở nên rộng mở, sáng lạn. Nhiều người cho rằng sao Thái Dương hợp với nam giới hơn nữ giới. Tuy nhiên, nữ mạng vẫn có thể nhận được nhiều may mắn từ phước tinh này. Đặc biệt tháng 6 và tháng 10 âm lịch chính là thời điểm đại cát. Kích hoạt cát tính của sao Thái Dương, tăng cường may mắn cho vận trình của quý cô tuổi Nhâm Tý, sinh năm 1972 trong năm Quý Mão 2023. Làm ăn ngay thẳng, quý cô tập trung vào nhiệm vụ của mình, quyết tâm cố gắng không ngừng. Quý cô đặc biệt tránh tình trạng làm gian, làm lậu sẽ gặp điều không may cư xử khiêm tốn dù là người có vị thế cao hay thấp quý cô cũng nhớ nhắc nhở bản thân hành xử khiêm tốn đặc biệt cấp dưới nên tuân theo các quy định của tập thể và của lãnh đạo nếu không dễ vướng vào những chuyện mâu thuẫn tranh chấp không đáng có nắm bắt thời cơ quý cô hãy tự tin vào khả năng của bản thân mình để có thể nắm bắt những cơ hội xuất hiện trước mắt quý cô không nên trần trừ do dự quá lâu để kẻ khác chớp mất thời cơ đeo đồ phong thủy quý cô có thể đeo trang sức đá quý màu nâu màu vàng như thạch anh yêu linh nâu hổ phách thạch anh vàng thạch anh tóc vàng từ xa xưa người ta đã quan niệm rằng dù gặp sao tốt hay sao xấu thì cũng nên làm lễ hóa giải và nghênh sao. Sao Thái Dương là cát tinh nên cần làm lễ nghênh sao, hóa giải vận hạn, mong muốn tránh được rủi ro, để tâm lý được vững vàng, có thêm niềm tin trong cuộc sống và gặp nhiều may mắn. Theo các chuyên gia phong thủy, thời gian cũng sao Thái Dương vào ngày 27 âm lịch hàng tháng, tốt nhất là ngày 27 tháng 1 âm lịch vì ngày này là ngày sao Thái Dương giáng hạ. Đặt hương án về hướng chính đông, hành lễ khấn, nhật cung Thái Dương thiên tử tinh quân vận trình từng tháng âm lịch cho quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023, được căn cứ theo 24 tiết khí để đánh giá và phân tích. Vận trình tháng 1 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Xét về mệnh, thuộc hành thủy tương sinh mộc. Xét về thiên can, thuộc giáp tương sinh nhâm. Xét về địa chi, thuộc dần bình hòa tý bước sang tháng đầu tiên của năm quý mão quý cô tuổi nhâm tý vui xuân cùng gia đình gặp nhiều niềm vui may mắn đem đến về tình cảm quý cô dễ gây thiện cảm với mọi người xung quanh về tiền bạc quý cô sẽ chi tiêu nhiều nhưng bù lại quý cô sẽ gặp nhiều may mắn trong chuyện tiền bạc về phương diện công việc làm ăn quý cô đã có định hướng cho việc làm ăn cho năm bởi vậy tâm lý cảm thấy thoải mái và tự tin về sức khỏe tháng này sức khỏe tốt nhưng cần chú ý về giao thông trong dịp đầu xuân đường xá đông đúc đi lại khó khăn vận trình tháng 2 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Xét về mệnh, thuộc hành thủy tương sinh mộc. Xét về thiên can, thuộc ất tương sinh nhâm. Xét về địa chi, thuộc mão lục hình tý Tháng 2 âm lịch này, chịu ảnh hưởng của thiên khốc, tăng môn, lại gặp địa chí tí mão xung khắc, làm cho tinh thần của quý cô không tốt, dễ bị lơ là khi làm việc. Tháng này cẩn thận trong đầu tư, hùn hạp làm ăn kẻo mất trắng, nên suy nghĩ cho cẩn thận trước khi đầu tư tháng này là tháng mão, tháng xung của tuổi bổn mạng, quý cô đặc biệt chú ý đến giấy tờ quan trọng, hay là hợp đồng mua bán, dễ có sự sai sót dính dáng tới pháp luật kiện tụng. Về tình duyên của quý cô trong tháng này cũng không được như ý. Bị ảnh hưởng bởi hoa cái, quý cô tỏ ra lo lắng và nóng tính hơn, khó được lòng mọi người, những người thân trong gia đình cũng hay xung đột về lời nói. Vận trình tháng 3 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Xét về mệnh thuộc hành thổ tương khắc mộc. Xét về thiên can, thuộc bính tương phá nhâm. Xét về địa chi, thuộc thìn tam hợp tý. Quý cô tuổi nhâm tý trong tháng 3 âm lịch này, công việc khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới, buôn may, bán đắt cũng như được quý nhân giúp sức. Tài lộc tương đối lạc quan, quý cô có vận may về tiền bạc. Một tháng nhiều may mắn đến. Đây là tháng có ngủ hành tam hợp thân tý thìn, cho nên mặt. Về tình cảm, các mối quan hệ được tốt đẹp, quý cô luôn cảm thấy tự tin, thích giao thiệp bạn bè trong tháng này. Về sức khỏe, thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt, nhưng chú ý cẩn thận đi lại nhiều dễ gặp tai nạn. Vận trình tháng tư âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Xét về mệnh, thuộc hành thổ tương khắc mộc. Xét về thiên can, thuộc đinh bình hòa nhâm. Xét về địa chi, thuộc tị tứ tiệt tý. Tử vi của quý cô tuổi nhâm tý trong tháng tư âm lịch năm 2023 công việc sẽ tạo nhiều áp lực hơn, đòi hỏi quý cô phải luôn lỗ lực hết mình, quyết tâm sẽ có được thành tựu. Nếu không cố gắng sẽ bị thụt lùi lại phía sau. Không có áp lực thì công việc của quý cô sẽ không phát triển được, sẽ dậm chân tại chỗ. Về tiền bạc tháng này kinh doanh buôn bán có phần bận rộn nhiều việc, kinh tế gia đình có phần ổn định về tình cảm sẽ có những điều không như ý xảy đến bởi vậy quý cô hãy chủ động đón nhận nó và chuyển hóa nó thành những điều tốt đẹp để bản thân thêm mạnh mẽ hơn cuộc sống luôn có những khó khăn và thử thách dành cho quý cô đòi hỏi quý cô phải vượt qua nó về sức khỏe quý cô sẽ cảm thấy mệt mỏi nhiều bởi vậy nên thư giãn bằng cách nghe các bản nhạc yêu thích hoặc tham gia môn thể thao nào đó mới mẻ để tăng cường sức khỏe cho bản thân khi công việc và cuộc sống tạo nhiều áp lực vận trình tháng 5 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Xét về mệnh, thuộc hành hỏa tương sinh mộc. Xét về thiên can, thuộc mẫu tương phá nhâm. Xét về địa chi, thuộc ngọ lục xung tý Bước sang tháng 5 âm lịch, dưới ảnh hưởng của hung tinh, thiên khốc, hạn địa võng, quý cô tuổi nhâm tý dễ gặp rắc rối bởi một số cảm xúc tiêu cực, khiến cả người trông rất mệt mỏi, mặt mày u ám tháng này quý cô tuổi Nhâm Tý đang chịu ảnh hưởng bởi cục diện Tý Ngọ tương xung gây ra những chuyện buồn phiền tình cảm không như ý về công việc tài lộc tháng này một số người đang kinh doanh chứng khoán hoặc tham gia vào lĩnh vực tài chính có thể gặp phải sự sa sút trong vận may của mình do quý cô đang chịu tác động lớn từ năng lượng tiêu cực đưa tới quý cô hãy cố gắng trau rồi kiến thức thực tiến nhiều hơn để nâng cao năng lực bản thân công việc cũng cần có sự tập trung hơn nữa làm từ việc nhỏ trước việc lớn sau để tạo cho bản thân mình cảm giác tự tin để gặt hái nhiều thành công nhất về sức khỏe, thì gia chủ tháng này sức khỏe tốt nhưng chú ý cẩn thận ăn uống dễ mắc bệnh về đường ruột, dạ dày. Vận trình tháng 6 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Xét về mệnh, thuộc hành hỏa tương sinh mộc. Xét về thiên can, thuộc kỷ bình hòa nhâm. Xét về địa chi, thuộc mùi lục hại tý. Bước sang tháng 6 âm lịch này, quý cô tuổi Nhâm Tý sẽ gặp nhiều thử thách trong công việc, quý cô sẽ cảm thấy mình tương đối bị động trong mọi việc, quý cô nên có kế hoạch cụ thể và tự tin hơn khi bắt tay vào công việc để thu được kết quả tốt. Công việc bận rộn rất có thể quý cô sẽ làm việc quá sức nên sức khỏe rất dễ sa sút, dẫn tới vận may về mọi mặt cũng sa sút hẳn. Quý cô trong tháng này, hãy nhìn nhận mọi việc thật vui vẻ lạc quan là điều quan trọng nhất, nếu cảm thấy phiền phức thì có thể trao đổi với những người giàu kinh nghiệm, bạn bè hoặc người thân. Ngoài ra quý cô nên chăm sóc bản thân nhiều hơn, cảnh giác tốt hơn trong mọi việc, đừng nản lòng nhé. Vận trình tháng 7 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Xét về mệnh, thuộc hành mộc bình hòa mộc. Xét về thiên can, thuộc canh tương sinh nhâm. Xét về địa chi, thuộc thân tam hợp tý Trong tháng 7 âm lịch này, về vận trình tổng thể của quý cô tuổi nhâm tý có phần khởi sắc. Có thể nhìn ra quý cô sẽ có một tháng tốt đẹp làm việc gì cũng sẽ có quý nhân phù trợ công việc có sự mở mang và tăng tiến với sự trợ giúp của các tinh thiên đức cùng với ngũ hành tam hợp mang tới cho quý cô cơ hội để thể hiện bản thân có cơ hội phát tài phát lộc chỉ cần có sự chăm chỉ nhiệt tình trong công việc thì sẽ thu được thành quả trong tháng với sự trợ giúp của giải thần thiên phúc giúp cho mối quan hệ giữa quý cô và nửa kia sẽ trở nên tốt đẹp hơn những mâu thuẫn và xung đột hàng ngày cũng dần được giải quyết mọi người xích lại gần nhau hơn Ngoài ra, tháng 7 âm lịch là tháng cô hồn, có nhiều âm khí lang thang, cộng với hạn địa võng, cho nên quý cô tuổi nhâm tý cần chú ý nhiều hơn đến cảm xúc và sức khỏe của mình. Vận trình tháng 8 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Xét về mệnh, tháng 8 năm 2023 âm lịch thuộc hành mộc bình hòa mộc. Xét về thiên can, tháng 8 năm 2023 âm lịch thuộc tân bình hòa nhâm. Xét về địa chi, tháng 8 năm 2023 âm lịch thuộc dậu tứ hành xung tí. Vận trình tháng 8 âm lịch đối với quý cô tuổi nhâm tí có thể sẽ gặp trở ngại. Trong tháng gặp cục diện tí dậu tương phá, thái tuế phạm xung. Nó mang tới vận trình có nhiều biến đổi, mưu sự tính toán dễ bị trạch hướng. Bản thân quý cô đang bị nhiều yếu tố ngoại lực quấy nhiễu gây ra nhiều khó khăn trong công việc về tình cảm, trong gia đình, quý cô cũng dễ xảy ra xung đột với người thân hoặc con cái, điều này sẽ ảnh hưởng đến mối quan hệ tình thân, không khí gia đình sẽ trở nên căng thẳng, nặng nề hơn. Tài lộc có phần chậm chạp. Vận trình tháng 9 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Xét về mệnh, thuộc hành thủy tương sinh mộc. Xét về thiên can, thuộc nhâm tương sinh nhâm. Xét về địa chi, thuộc tất bình hòa tý bước sang tháng 9 âm lịch cho thấy vận trình của quý cô tuổi nhâm tý gặp cục diện tý tuất bình hòa thái tuế hòa hợp với nguyệt lệnh nên mang tới một sự may mắn nhất định quý cô có cơ hội thể hiện những khía cạnh năng lực của bản thân thông qua những việc làm thường ngày quý cô cũng có thể thực hiện những điều dự tính theo kế hoạch sẽ thu được kết quả khả quan trong tháng này quý cô được đối tác đồng nghiệp đánh giá cao vì sự nhiệt tình và chăm chỉ hãy giao tiếp với mọi người nhiều hơn để nhận được nhiều sự hỗ trợ về công việc nhất từ những người xung quanh con đường tài vận có sự khởi sắc mặc dù công việc cũng gặp không ít khó khăn nhưng sẽ có quý nhân đứng sau giúp đỡ mà hoàn thành tốt về tình cảm quý cô được mọi người hỗ trợ giúp đỡ trong công việc và cuộc sống nhưng hãy dành thời gian quan tâm đến gia đình nhiều hơn đừng để công việc bận rộn đến không có thời gian dành cho gia đình của mình về sức khỏe của quý cô trong tháng này tương đối tốt chỉ chú ý là đi lại cần cẩn thận vận trình tháng 10 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Xét về mệnh, thuộc hành thủy tương sinh mộc. Xét về thiên can, thuộc quý tương sinh nhâm. Xét về địa chi, thuộc hợi bình hòa tý Tháng 10 âm lịch, vận trình công việc của quý cô tuổi nhâm tý tương đối bận rộn, nhưng mọi việc đều theo ý của mình. Làm ăn, kinh doanh buôn bán, đầu tư đều thuận lợi, có nhiều tin vui về gia đình, công việc đưa tới tuy nhiên đây cũng là dịp tốt để cho quý cô phấn đấu có thành tích tốt trong sự nghiệp được lãnh đạo công ty đánh giá cao địa vị của quý cô ở nơi làm việc cũng được cải thiện thậm chí thu nhập cũng từ đó tăng theo về tiền bạc công việc tháng này rất thuận lợi quý cô hãy tập trung toàn lực để phát triển năng lực tài chính của bản thân để thu về khoản tài chính lớn hơn dự định ban đầu về sức khỏe, thì quý cô tuổi nhâm tý trong tháng này sức khỏe sẽ bị ảnh hưởng do khối lượng công việc nhiều và phải đi lại nhiều, quý cô nên chú ý giữa làm việc và nghỉ ngơi hợp lý, đừng làm việc quá sức, nếu không cơ thể sẽ mệt mỏi, kiệt sức lại ốm bệnh. Vận trình tháng 11 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Xét về mệnh, thuộc hành kim tương khắc mộc. Xét về thiên can, thuộc giáp tương sinh nhâm. Xét về địa chi, thuộc tý tam hợp tý quý cô tuổi nhâm tý trong tháng này, cần cẩn thận đề phòng tiểu nhân, chú ý đến lời nói của mình, nên giữ thái độ hòa nhã với mọi người tránh mâu thuẫn gay gắt gây ra nhiều hiểm khích, điều này sẽ ảnh hưởng tới công việc hiện tại và sự nghiệp của mình. Trong tháng có tí thủy phạm hình với cung mệnh, lại bị tháng thái tuế án ngữ, dẫn đến vận khí tiêu hao, sự nghiệp không được như ý, dễ nảy sinh tranh cãi, thị phi, dù đúng hay sai mình cũng là người chịu thiệt, không được mọi người ủng hộ, quý cô nên thận trọng trước khi nói hay làm về phương diện tình cảm cũng gặp trục trặc, không như ý, quý cô cần chủ động đón nhận nó và chuyển hóa thành những điều tốt đẹp. Vận trình tháng 12 âm lịch 2023, cho quý cô tuổi nhâm tý sinh năm 1972. Xét về mệnh, thuộc hành kim tương khắc mộc. Xét về thiên can, thuộc ất tương sinh nhâm. Xét về địa chi, thuộc sửu lục hợp tý. Thiên can tương sinh, địa chi tương hợp, trong tháng 12 âm lịch này, vận trình của quý cô tuổi nhâm tý sẽ có nhiều thay đổi tích cực, công việc khá thuận lợi và gặp nhiều may mắn đưa tới. Quý cô nên xây dựng các mối quan hệ tốt đẹp tại nơi làm việc và nỗ lực vượt qua những thử thách trong công việc để có thể nâng cao tài vận cho mình. Những người làm công việc kinh doanh, buôn bán, gặp được nhiều may mắn và thuận lợi, hàng hóa tấp nập, điều này giúp cho quý cô có được cơ hội gặt hái được nhiều tiền bạc, đảm bảo nhu cầu cuối năm và mua sắm trong dịp Tết sắp tới tài lộc của quý cô tuổi nhâm tý trong tháng này tương đối tốt quý cô có được sự năng động tinh thần rất sung mãn tràn đầy năng lượng sẵn sàng chiến đấu với khối lượng công việc cuối năm nhìn chung quý cô có được một tháng nhiều may mắn thu nhập chính và thu nhập phụ đều tăng giúp cho quý cô có được nhiều niềm vui và an tâm hơn về tài chính hiện tại của mình trong tháng này nhân duyên công việc sức khỏe khá ưng ý nhưng quý cô cần chú ý đi xe cộ cẩn thận tránh xây sát nhẹ không đáng có trên đây là tử vi cho quý cô tuổi nhâm tý, sinh năm 1972, trong năm quý mão 2023. Hy vọng với những thông tin trên sẽ giúp các quý cô an tâm hơn phần nào cho những dự định sắp tới của mình. Chúc các quý cô tuổi nhâm tý, năm mới, an khang, thịnh vượng, bội thu về tài lộc. Xin chào và hẹn gặp lại.